Trong số những cam kết tại Hiệp định TPP thì sở hữu trí tuệ là một trong những nội dung đã bắt đầu được nhắc tới nhiều hơn trong thời gian gần đây. Không chỉ vì khả năng bị phạt tù nếu như vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, mà còn là phần chi phí đội lên cho các doanh nghiệp khi thực thi nghiêm túc các quy định mới trong tương lai. Hiện tại thì với một số doanh nghiệp và cả Hiệp hội doanh nghiệp, phần chi phí này dường như vẫn còn rất mơ hồ. Một trong những nội dung rất cơ bản về thực thi sở hữu trí tuệ là chuyển từ cơ chế xử lý hành chính sang xử lý bằng hình sự. Nghĩa là nếu vi phạm bảo hộ sở hữu trí tuệ thì mức độ bị xử lý cao hơn rất nhiều so với trước kia. Do đó doanh nghiệp sẽ buộc phải thực hiện nghiêm túc các quy định mới trong tương lai theo cam kết TPP. Sáng chế cho sản phẩm của mình mà cả chuyện sử dụng sản phẩm thuộc quyền sở hữu trí tuệ của người khác. Đặc biệt là các phần mềm hoặc ứng dụng công nghệ thông tin dùng trong quản trị, điều hành doanh nghiệp, dùng cho thiết kế, in ấn mẫu mã, bao bì sản phẩm v.v. Mỗi một phần chi phí đội lên trong doanh nghiệp đều sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến giá thành của sản phẩm, do đó cũng đặt ra vấn đề chi phí cho doanh nghiệp khi tuân thủ. Quy định về sở hữu trí tuệ thì ngay cả trước kia, trong khi chúng ta là thành viên của WTO thì chúng ta đã phải thực hiện. Tất nhiên là ở cái TPP này như tôi nói, nó ở cái tiêu chuẩn cao hơn thì điều đó cũng có nghĩa là chúng ta cũng sẽ phải có cái sự chuẩn bị nó kỹ càng hơn. Các quy định người ta không cho phép để chúng ta có thể xâm phạm những cái quyền sở hữu trí tuệ một cách gọi là bừa bãi được, mà những cái điều đó là chúng ta sẽ phải đầu tư. Tuy nhiên hiện nay hầu như chưa doanh nghiệp hay hiệp hội doanh nghiệp nào ước tính được tỷ lệ chi phí tăng lên khi phải chi trả để được quyền sử dụng các sản phẩm đã được đăng ký bản quyền. Theo đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh An Giang, hơn 250 doanh nghiệp hội viên, trong đó hầu hết là doanh nghiệp vừa và nhỏ, hầu như vẫn chưa hiểu hết tầm ảnh hưởng của các cam kết về sở hữu trí tuệ lên chi phí của doanh nghiệp. Hiện nay thì đối với doanh nghiệp, mà nhất là doanh nghiệp ở các tỉnh, thì vấn đề sở hữu trí tuệ thì trước giờ doanh nghiệp cũng rất là quan tâm. Tuy nhiên là để thực thi những cái quy định mới về vấn đề sở hữu trí tuệ thì các doanh nghiệp cũng chưa hiểu hết những cái quy định về cái sở hữu trí tuệ, những cái vấn đề ảnh hưởng sắp tới mà mình vướng phải. Ví dụ như là quyền sở hữu trí tuệ khi mà mình sử dụng những cái sản phẩm nào của người khác, thì vấn đề đó mình sử dụng như thế nào, chi phí mình phải bỏ ra bao nhiêu thì hiện giờ do chưa biết, cho nên là doanh nghiệp cũng chưa có hình dung hết là mình sẽ đối diện những vấn đề này như thế nào và mình sẽ chuẩn bị những vấn đề này như thế nào. Tôi nghĩ rằng là đây là một trong những vấn đề mà thực tế là nó sẽ như vậy. Tất cả các cái công nghệ mà chúng ta muốn áp dụng thì chúng ta phải trả bằng tiền, chúng ta phải mua bằng tiền hoặc là chúng ta tự sáng tạo ra. Thực tế như vậy tôi nghĩ rằng là cái giá thành nó sẽ đổi lên một chút. Riêng chi phí thời gian để theo đuổi câu chuyện cấp quyền sở hữu trí tuệ đối với các phát minh, sáng chế, kiểu dáng công nghiệp hay nhãn hiệu hàng hóa cũng là một mối quan ngại khác. Khi mà riêng thời gian để được cơ quan chức năng cấp chứng nhận bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ cho một sản phẩm có thể lên đến cả năm trời, thậm chí là lâu hơn. Ngay cả với Birico, doanh nghiệp đã từng rất kinh nghiệm với quy trình đăng ký quyền sở hữu trí tuệ với rất nhiều sản phẩm của mình từ mười mấy năm trước, cả ở trong và ngoài nước, cũng khá ngại ngần khi đề cập đến chi phí thời gian. Bởi khả năng hồ sơ đăng ký quyền sở hữu trí tuệ sẽ tăng vọt trong thời gian tới khi các quy định mới theo cam kết TPP có hiệu lực. Lúc đó khả năng tắc nghẽn hồ sơ sẽ xảy ra. Và người chịu rủi ro và thiệt hại đầu tiên sẽ là doanh nghiệp. Thật sự là việc đăng ký cái sở hữu trí tuệ ở Việt Nam thì cái chi phí không có lớn. So với nước ngoài thì chi phí nó lớn hơn. Tuy nhiên cái thời gian mà để mà có được một cái bằng về bảo hộ về quyền sở hữu trí tuệ của mình đó, thì nó cũng khá dài. Tuy nhiên tôi nghĩ rằng là có những cái thời gian khác vẫn có thể rút ngắn được. Thì theo tôi thì cơ quan nhà nước nên rút ngắn cái thời gian này lại. Đặc biệt là trong thời gian tới thì tôi nghĩ sẽ rất nhiều của doanh nghiệp sẽ đi đăng ký các cái quyền tác giả của mình, các cái giải pháp hữu ích, kiểu dạng công nghiệp cũng như là nhà nghiệp hóa, thì là lúc đó là sẽ tạo nên một cái sự ùn tắc mà có lẽ là cái cục sở hữu trí tuệ thì có lẽ là phải có một cái chuẩn bị nó phù hợp hơn. Từ trước đến giờ có những cái sáng chế, những cái sáng kiến của những doanh nghiệp trong cái lĩnh vực sản xuất kinh doanh, nhưng mà vấn đề là để được chứng nhận cái quyền sở hữu đó của doanh nghiệp thì hiện giờ phải qua rất nhiều cái thủ tục hành chính mà các cơ quan nhà nước, khi họ chứng nhận được chứng nhận rằng cái đó là quyền sở hữu của họ thì lúc đó họ mới bảo vệ được cái quyền sở hữu đó. Còn hiện nay là do cái thủ tục của mình cũng còn hơi chậm, do đó mà khi để làm một cái hồ sơ thủ tục mà được chứng nhận cái quyền sở hữu của một cái sáng chế nào đó của doanh nghiệp thì thời gian thường là nó mất rất là lâu, thường là ít nhất là khoảng vài năm trở lên.
Kinh nghiệm của nhiều doanh nghiệp cho thấy có thể mất từ 12 đến 18 tháng thì doanh nghiệp mới nhận được bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ cho sản phẩm tại Việt Nam. Ở nước ngoài, thời gian cũng không giống nhau. Có những nước đăng ký rất nhanh, ví dụ như Myanmar chỉ mất mấy tháng, nhưng cũng có nơi lên đến hơn một năm. Như ở Mỹ chẳng hạn, vì ngoài luật tiểu bang, cơ quan chức năng tại đây còn phải rà soát cả luật liên bang. Tương tự ở Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản hay Trung Đông, doanh nghiệp cũng phải mất khoảng thời gian gần như tương tự để nhận được quyền sở hữu trí tuệ cho sản phẩm đăng ký. Tuy vậy, riêng tại Việt Nam, doanh nghiệp có kinh nghiệm vẫn có cách đăng ký quyền sở hữu trí tuệ một cách hiệu quả nhất. Ở Việt Nam đó thì tôi thấy như này, cái mà có thời gian ngắn nhất đó là quyền tác giả, là chúng tôi có thể đăng ký trong một thời gian ngắn nhất. Trong một thời gian rất là ngắn, phải nói rằng rất là ngắn. Và thực sự là tôi rất thích thú khi mà chúng tôi có những cái sáng tạo của mình, thay vì chuyển gấp vào về cái cục sở hữu trí tuệ để mà đăng ký thì chúng tôi chuyển để đăng ký về cái quyền tác giả trước, để chúng tôi có giữ được một cái quyền nhất định của mình, và sau đó chúng tôi sẽ lấy tiếp tục đăng ký về nhãn hiệu hàng hóa hay là kiểu dạng công nghiệp hay là các cái giải pháp hữu ích khác. Như vậy, thời gian bỏ ra để nhận được bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ tại Việt Nam cũng như nhiều nước khác trên thế giới không hề nhỏ, trong đó có các nước là thành viên TPP. Vì vậy, khuyến nghị ban đầu của những người có kinh nghiệm là doanh nghiệp cần chuẩn bị ngay từ bây giờ, không chỉ về các thủ tục hành chính, chi phí tài chính mà là cả thời gian để kịp thời giành lấy lợi thế một khi các quy định khắt khe hơn về sở hữu trí tuệ theo cam kết tại TPP có hiệu lực.